heo anh ấy nhìn cũng được phết chứ nhỉ. Cây nó nhỏ xíu các bạn, tại vì do đợt làm to đúng không, bắp này to này, cho quả bắp này đấy, bắp này nó xòe maximum luôn này các bạn. Bông này bông xòe to nhất đấy. Cái bông này trên này to hơn. Mai là có heo về quá trời lá ha. Xin chào tất cả các bạn. Hãy cùng Liên thu hoạch súp lơ nhé. Nay Liên sẽ thu hoạch súp lơ đợt 1 để Liên mang đi bỏ muối. Rồi, ăn miếng đây nhé. Búc ơi, này bố mẹ đi hái súp lơ để bán nha. Búc ơi, đang làm gì đây? Em Búc ơi, trời ơi, anh này. Em Búc ơi, à đi. Búc xin chào cô chú anh chị nha. Búc xin chào cô chú anh chị nha. Bữa nay cho em vườn hái súp lơ luôn nha. Anh mời lắm, đi tha rồi đi tha. Chúng ta sẽ đi ngang qua cái chuồng heo này. Thơm mùi chích heo. Hôm nay cả gia đình chúng ta cùng đi thu hoạch súp lơ trắng. Súp lơ xanh thì nó mới ra bông nhỏ thôi, cũng chưa có mình cũng chưa có bén được. Súp lơ trắng nó ra trước. Cái đường quá là gồng ghềnh. Hay là mua cái loại xe này nó có cái chế độ giảm tốc á. Tên 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 tên. Ở trong nhà rất là đạt. Lên xe ngồi xuống để đây cho con đỡ nắng, nắng không? Nắng chiều. Nắng chiều mát. Chiều cũng bình thường. Không có gì nữa. Các bạn mình cho con miếng. Rồi, cho Búc ra ngoài vườn làm luôn nha. Thải cái này xuống này, nó không có nắng con. Ok, Rồi, Búc ngồi đây cho mẹ đi thu hoạch súp lơ nha. Thì có mũi không mà. Lâu ok, để bố nha. Bố đứng đây, bố quay cho rồi mẹ đi hái. Bố trong nhầm luôn. Cái khu này là súp lơ mà bữa mình làm cỏ đây các bạn, mà do làm cỏ nó động rễ nên mà cây nó hơi bị đột đấy, nên mà ra bông sớm, nhưng mà cũng được, ra đây để mình có cái mình bán coi ok không. Ok, nên mình để đây tí nào mình cắt lá thôi, lấy lá cho heo ăn ấy, nhìn cũng được phết đấy chứ nhỉ. Nó nhỏ là... cây nó nhỏ xíu các bạn, tại vì do đợt làm cỏ muộn đấy nên mà nó bị đột hết cây rồi. Cây nhỏ xíu mà ra bông rồi các bạn thấy không? Này cây nhỏ xíu mà nó ra bông hết rồi. Nhưng mà ăn thì bao chất lượng nhé. Bao sạch. Đâu, chọn những cái bông nào đẹp nhất mình hái. Này, ra bông hết rồi này các bạn. Mình phải nắng quá, mình phải lấy cái lá. Lá của nó mình che cái bông này này. Đây bông này ngon này này. Bông này này. Hai bông này đi. Được. Hơi nhỏ nhưng mà ok, cũng được hết. Ở trên thì mình làm cỏ sớm cho nên là bông to hơn. Dưới này làm cỏ mọn có nên mà đụng rễ nữa, làm cho cây nó bị đột thôi. Nhiều cỏ có làm không kịp đó các bạn, nên mà dẫn đến cây nó bị đột. Và nó sẽ ra bông sớm hơn những cây kia. Bông này cũng to này. Bông này là 4 lạng là cũng lắm. Làm gì được 4 lạng? Không được đâu. Không biết được 2 lạng. Nhẹ heo quá. Nhẹ heo quá. Chưa, đang ngon. Kiếm bông nào ngon mình nhậu. Lâu bốn ngói em nha. Đây là bông này nở này. Đấy, bông này nở hết. Nở hết rồi. Lâu bốn mình ngói em. Bông này nở. Cây nào nở là mình biết rồi. Giờ biết súp lơ mình thu hoạch được hay không là mình nhìn cái lá đó các bạn. Cái lá, bốn lá xung quanh cái súp lơ nó xòe hết ra. Bè lăn ra là mình thu hoạch được. Đấy, các bạn thấy không? Bè hết lá ra này nhá. Con này nó đang hơi chùm chùm. Súp lơ người ta to quá trời. Cây súp lơ người ta thì gấp 3 lần cây mình. Súp lơ của mình đúng bằng cái chén ăn cơm. Đấy. Nguyên cái khu này là mình trồng súp lơ trắng này. Khu bên cạnh là súp lơ xanh, màu xanh nó xanh hơn, hấp súp lơ xanh nó xanh lá hơn. Súp lơ trắng này lá nó hơi lợt lợt hơn.
to đúng không? Bắp này to này, cho quay bắp này. Đấy, bắp này nó xòe xòe maximum luôn này các bạn. Cái này là đó, bông này bông xòe to nhất. Mua về người ta đặt để ăn tất niên. Tất niên. Mình đang có được mối đặt tất niên mấy ký nên mình cắt hôm nay được để bán luôn. Rồi, cắt luôn. Với mình cũng thu hoạch sớm các bạn về cái lá này cho heo. Cứ để trời cũng nắng quá mà cũng dễ bị bệnh nữa. Vừa nắng nó cháy quát đây này, bông này ăn đâu rồi này, bông này này. Bông này chưa đâu. Này bông này ngon này. Thấy không? Xòe hết rồi ha. Trời là hôm hôm qua có một đám cháy. Đám cháy nó bay cái bụi than vào mà. Bay bụi than vào mà cái đám cháy này nó sát bên vườn của Liên. Đây này, bông này cũng được này rồi. Cái ông kia ông bị mát. Này bông này chưa to nắng này. Mà ông đi đốt chàm. Xong rồi cái nó bay hết cái mụi than vào đây. Nó bay cho lên tưởng cháy vườn Liên rồi chứ. Thế là công lên phải đi dập nó cháy sát ngay vườn rồi. Đây các bạn, hôm qua nó cháy xung quanh vườn cái khu này luôn ạ. Khu nguyên xung quanh vườn là nó cháy hết, xong bắt đầu mình phải đi lấy nước tưới. Tưới nước mình đi dập á. Điên lắm luôn ấy. Mệt. Ôi, bông to kìa. Mấy bông dưới này nó to này. Cái này chắc được quá ha. Ừ, cắt đi. Đó, đây bố mẹ cắt bao súp lơ con này nằm ngồi trên kia. Bốc chơi nha, nằm đó chơi đi, bố mẹ đi thu hoạch. Bố mình quay video nữa. Mình phải đến sớm á, các bạn biết sao không? Mình để là nó sẽ bị bệnh. Ừ, bán sớm thì nó đỡ bệnh nha các bạn. Cứ càng để càng dễ bệnh. Cái mùa này giờ ở đây nắng, mình bắt đang lạnh mình nắng. Nhiều như thế hết chứ nhỉ? Nhưng mà ở trên này nó đột quá bạn, bông nó nhỏ xíu à. Cây nhỏ xíu mà đã ra bông. Này, mấy cây này nhỏ quá trời luôn mà ra bông. Ra bông. Chưa đi bẻ lá được em. Ê, mấy bông này đó. Bông này coi được. Ôi bông này thối đây này. Này thối này các bạn này, thấy thối không? Cái vết này là vết thối này các bạn. Này cái vết này này, đấy vết đen đen là vết thối các bạn. Đấy, bông này to mà thối nha, thối mất mấy góc cũng mới thu hoạch luôn đấy chứ đến. Thôi, thối tính sao để cho heo ăn sao? Bán được không? Đâu bán được đâu. Bánh, nhìn đây này, nhìn thối này, đây nhìn thối vậy thôi chứ cái đoạn thối này mình có thể bỏ đi này nhưng mình ăn này. Nhưng mà mình trồng rau sạch thì nhiều người ta chê là vậy bạn. Người ta nhìn cái bắp này chẳng ai dám mua đâu này. Đấy, nhìn chẳng hạn đấy. Thối có xíu à, mấy bên cạnh mình ăn được mà. Mai bố mẹ cho heo ăn. Không, ý là mấy cái lá đấy. Đó, bông mình vẫn bán được. Người ta cắt đi xíu rồi thì ăn cái phần ngon cái gì đâu. Đâu có thối hết à, mấy bông này. Này, cây nhỏ xíu mà ra bông hết này quá. Lá nó nhỏ quá này. Đi lên kia hái đi. Lên kia hái được. Đi, bỏ thùng xoát đi thì tí nó xuống thì cái nào lật lại. Lên kia hái được 3-4 bông to đó. Rồi. Đi khai nhau, anh đây khai nhau. Nhẹ đâu, không nhẹ đâu nha. Ấy được mấy ký nhá, đùa này các bạn. Lá không. Thu hoạch lứa đầu tiên các bạn ơi. Phúc ơi. Ê, thằng con này. May quá không có con muỗi nè. Đi, rồi. Để bố sách cho mẹ ấy con. Để em đến này đi. Rồi. Dắt thằng con lên đây. Đi lên trên kia. Cái này có cái hòn đá này. Ở lên đây mình thu hoạch tiếp nha. Cuộc sống khá vậy nè. Lúc nãy bé tưởng không qua video được, anh ngờ anh ra cái xe đẩy này anh ngồi có cục đá ở đó đi sát bên đó luôn. Ở đó rồi. Đường xá nó gập ghềnh quá. Cái đường cái vườn của nó không có bà. Lên cái khu trên này, trên này các bạn nhìn thấy nó đá không? Cây nó to đỉnh cao hơn này. Cây nào cái nó to đúng đồ sộ. Nhưng mà vẫn chưa ra bông mấy này. Như cây này to đùng mà lá to cái này mà ra bông này. Đó. Trên này nó không bị đổ đâu các bạn. Nó ngon. Giờ mình đi kiếm những cây nào ra trước á, mình cắt trước. Bông kia có bông nào? Ở trên này được 1-2 bông là cùng à. Khu này khô trên. Bông nào to hãy cắt. Cứ cái này để cho nó to hết cỡ đi. Đây này, như bông này chắc to hết cỡ rồi này. Đấy. Đấy. À, đã không? Nắng quá mình phải lấy lá này mình đậy này các bạn ha. Đẩy cái shop bốc lại. Còn hư, để hư đó. Đây này, bông này to này. Đây này. À. Wow, đã nhờ, đây cầm cái này. À, mấy bông này trên này to hơn.
mai là có heo, heo gà. Tha có trời lá ha. Bông nào đó? Đây, đây 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 nè. Đừng. Dạ, bông đó là bông đó, đó. Bông này. Đây, ở đây được mấy bông nè. Lấy cái lá lên coi được. À, trời ơi. Chắc nha, trên này cây nó to đấy. Bông nó đã. Nó còn nở lên nữa mà không mình bán luôn đi chứ. Cái này đang có thể to ra nở đó bạn, nó chưa nở hết này. Nhưng mà bán sớm đi chứ. Nhiều quá mình cũng bán từ từ cho nó hết dần chứ bán một lúc cũng không hết được. Đó. Cái này đi. Ờ. Thôi vậy thu trên này mấy cây bông này được rồi. Để mấy bông à, đây này cái bông này cũng ngon nữa này, mà thu được chưa? Bông này ngon không? Thu không? Được, nó hết rồi. Đây, đây. Căn căn bông nào được mình thu trước thôi. Để mình thu theo lứa thôi. Bữa sau mình thu tiếp. Thu tiếp. Cứ để bữa sau đi. Chứ nhiều quá mình cũng bán không hết. Ó, thằng con. Em nó la rồi kìa. Ơi ơi, đây này, đây 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 đây. Mình ăn lạch lên nhá. Ăn lạch súp lơ lên nhá. Đấy, đến giờ anh la. E rồi đấy. Đây 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 đây. Đây mẹ đây nha. Ô à. Mẹ thương nha. Rồi. Rồi, à, đi bông nhà này thôi. Rồi. Mẹ ơi, chén rồi đấy, nó nằm chén rồi. Mấy cái lá này nè, để bóc lại lên lên băm cho heo ăn, với cho gà ăn. Đây nè. Ngon chưa? Hình như là mình đi mua ngoài chợ như người ta bóc mấy cái lá này hay sao á. Thôi kệ lên cứ để lại. À, lên thấy nó cũng non mà. Cái lá đấy xào ăn được mà. Ai mà ăn cái rau của Liên là nó khác hẳn với cái súp lơ mà mua ngoài chợ. Súp lơ ngoài chợ thì có hai loại. Một là súp lơ Đà Lạt, với lại súp lơ Trung Quốc. Súp lơ Trung Quốc thì nó sẽ đóng trong những cái thùng mút và nó nó sẽ bọc thêm những cái mút xốp trắng ấy các bạn, để cho không bị dập. Nhưng mà súp lơ Trung Quốc thì nó rẻ lắm, nó rẻ hơn là so với súp lơ Đà Lạt. Và cái nói súp lơ Đà Lạt vậy thôi chứ dân Đà Lạt mà trồng súp lơ chắc cũng không dám ăn súp lơ đâu, đảm bảo. Ngon kìa, ôi ngon lắm. Bao non luôn. Bao non, cái này mà xào với thịt bò nhức mắt. Hy vọng là Tết bán kịp. Tết chắc chắn là bán kịp. Bây giờ Tết thôi, còn 14, 13 ngày nữa là vô tư. Cái bông kia là vô tư. Xếp vào sọt để tí mình mang đi giao các bạn. Trời giờ tối 6 giờ. Nhọn nhọn tối. Bắp nậu được như vậy ngon. Hãy hơi sớm đấy. Kệ mình hãy sớm xíu nhưng mà nó cũng có dấu hiệu nhưng mà để nó sọ nó bị thối. Mùa này nó cũng có xương lắm. Bông nó dễ bị thưa lắm. Thà mình hái nhỏ xíu nhưng mà nó còn chất lượng ngon thì có năng suất, còn là mình để nó bị hư đi cái người ta chê à. Mình trồng không thuốc thang gì hết, mình phải canh thời điểm mình hái chứ không là mình dễ bị bệnh. Nhắm được sọt đấy nhỉ, sọt đầy. Đây là ngày đầu tiên sau 3 tháng, gần 3 tháng trồng từ tháng 11 đến giờ là để thu hoạch lứa đầu tiên đấy. Cái bông này mà tại vì do nó cũng bị đột nên mới ra sớm vậy chứ còn không còn lâu mới thu hoạch rồi. Cái sau này to cái này mà chưa ra bông mấy, bông mới bằng cái ngón chân cái. Ok, để tí giao thôi. Rồi. À, công việc thu hoạch ngày hôm nay cũng kết thúc rồi các bạn. Chào tạm biệt các bạn.
các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Mong các bạn luôn ủng hộ kênh cô Phan Bột Sữa Hồ Liên nhé. Ủng hộ bà mẹ bím sữa, tranh thủ con ngủ đi làm vườn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.